Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Hoài Linh khoe bức ảnh đang ngồi ăn cùng nhiều nghệ sĩ trong sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Quan sát bức ảnh có thể thấy những nghệ sĩ góp mặt trong bữa ăn gồm Chí Tài, Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Tân Trề, v.v. Trông nam danh hài mập mạp, tươi tắn và có da thịt hơn trước rất nhiều so với những lần xuất hiện trước đây, khiến người hâm mộ yên tâm hơn phần nào về sức khỏe của anh. Theo Hoài Linh, dù còn thiếu vài cái tên nhưng mọi người đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau sau quãng thời gian dài không gặp. Lâu lắm rồi mới tụ tập lại cùng cười vui, tuy nhiên vẫn thiếu vài người, Nụ Cười Mới của anh em chúng tôi, nam nghệ sĩ viết. Dù là những nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bàn ăn và thức ăn của họ vô cùng giản dị với bánh mì, nước suối, hủ tiếu và một ít rau. Ai cũng tươi cười vui vẻ khi chụp ảnh kỷ niệm cùng danh hài Hoài Linh. Đặc biệt, đệ nhất danh hài Hoài Linh mặc quần đùi, áo thun đơn giản với dáng ngồi đậm chất nông dân thường thấy. Cũng theo nhận xét từ người hâm mộ, hiện tại danh hài có da có thịt hơn hẳn, hoàn toàn khác với thân hình có hương trước đó. Có thể thấy gương mặt của ngôi sao 51 tuổi đầy đặn lên khá nhiều sau nhiều tháng ở ẩn làm vườn. Trong quãng thời gian ở ẩn và chăm chỉ làm vườn, danh hài ra dáng một lão nông thứ thiệt, nhất là làn da rám nắng đặc trưng. Thời gian gần đây, danh hài Hoài Linh thường xuyên livestream, đăng ảnh lên trang cá nhân để giao lưu với người hâm mộ. Trong thời gian nghỉ dịch, Hoài Linh tận hưởng cuộc sống an nhàn ở đền thờ tổ, ăn uống ca hát, thưởng thức trái cây tự mình trồng được. Trong ảnh, nam diễn viên diện áo thun caro giản dị, khoe hình ảnh bữa ăn của mình với cơm trắng, cá kho và dưa mắm. Hoài Linh viết trên Facebook, làm tô cơm như cũ rồi đi ngủ, chúc cả nhà ngủ ngon. Bài chia sẻ của đệ nhất danh hài lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với vài chục ngàn lượt thích, hàng trăm bình luận. Trước đó, Hoài Linh gây nhiều chú ý khi livestream hát tặng khán giả, đồng thời anh khoe mình đang bán hàng, rau củ quả sạch do chính anh trồng và chăm sóc. Một lần Dương Triều Vũ đến thăm nhà nam diễn viên, nhà có năm nàng tiên và thấy anh đang chăm sóc vườn cây trong đền thờ tổ. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé.